Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh nhá của shop Lan Hương, shop Tuấn Hương chuyên hàng si chính hãng. Hôm nay thì lại tiếp tục lên báo giá cho mọi người một lô giày thể thao hàng nữ mọi người nhá. Hôm nay xả cho mọi người hàng nữ. Anh nào mà mua hàng nhà em thì mua cho vợ, mua cho con gái thì mọi người mua hàng thì chốt đơn inbox cho em qua số Zalo là 0987785608 ở trên màn hình mọi người nhá. Và mọi người mua hàng xả ấy thì là mọi người sẽ chuyển khoản trước là 100.000. Sau đấy thì là nhận hàng thì mọi người sẽ thanh toán nốt mọi người nha. Và em xin phép là đến với cả mã đầu tiên nhé. Đợi em một tí. Đến với cả một đôi đầu tiên của thương hiệu Asics có mã là U14 size 37. Đôi này hôm nay trên live xả cho mọi người đầu live tri ân. Đôi này là xả cho mọi người là 50.000 mọi người nhá, 50.000. Đấy. Anh nào form này khá là nhỏ nhá mọi người nhá, đế này chơi thể thao được. Các chị nào mà hay đi bộ hay hay đi bộ với cả là hay đạp xe đạp ấy thì là đi đôi này được nhá. Đây. Đôi này xả cho mọi người 50.000 đầu like. Hôm nay em xả hết cho mọi người nhá. Cuối tháng xả gọn sạch, đầu tháng xả gọn sạch luôn để lên mã mới cho các chị. Tiếp theo đến với cả đây là nhờ mọi người dọn hộ nhà nhá mọi người nhá. Chứ còn tầm này là nói thật là với mọi người là chả có lời lãi gì ở cái đống này luôn. Đấy. Bởi vì hàng về nhà quá nhiều. Nói chung là vừa bán vừa tri ân đầu tháng mọi người nhé. Chứ bình thường là giá này là không bán nổi luôn. Nhưng mà xác định là tầm này đầu tháng là bán tri ân thôi, không có lời lãi gì. Thế là em chia sẻ thật thế nhé mọi người nhé. Tiếp theo đến với cả một đôi thương hiệu Adidas dòng Ultraput nhá. Đôi này thì rất là mới. Nói chung là đôi này thì có sơn lại, có đi sơn lại rất mới nha mọi người nhá. Đôi này mã U47 size 365. U47 size 365 xả cho mọi người đôi này 100.000. Đôi này 100 dòng Ultraput nha mọi người nhá. Hàng này thì mọi người lưu ý giúp em, hàng xả này không quay đầu và khách chuyển khoản full tiền. Hàng này là không cọc nữa nhá mọi người nhá. Hàng này là chuyển khoản full. Anh nào chuyển trước thì em sẽ để cho mọi người trước. Còn anh nào không chuyển tiền thì là khách thân nhá. Đối với cả hàng này thì là em cũng không đi hàng đâu. Mọi người xem like thì lưu ý giúp em. Hàng này phải chuyển hết nhá. Tiếp theo lên cho mọi người một con đến từ thương hiệu Step Madden. Đây này là giày của Ý nhá. Đôi này thì có mã là K14. K14 size 38. Đấy, đôi này rất là bóng, bóng nhá. Kiểu đó là da bóng ấy, màu này gọi là màu ở cái phần gì nhỉ? Dây giày của nó là kiểu lấp lánh luôn nhá mọi người ạ. Đôi này thì đi buổi tối rất là đẹp, mặc quần sóc siêu đẹp luôn. Đôi này em cũng xả cho mọi người 100. Đấy. Giày nữ. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi Reebok nhá. Đôi này màu lông chuột, nó kiểu màu đen ghi ấy mọi người, màu lông chuột và da lộn. Đôi này thì em chưa nhét lõi ở bên trong, mọi người nhìn thấy không, em chưa nhét lõi ở bên trong thành ra là nhìn nó hơi ọp ẹp mọi người nhá. Nhưng mà đây, đôi này nó như này, da lộn. Nếu mà các chị mà mua đi tập thể dục thì ok mọi người nhá. Mã là U97 size 38, xả cho mọi người 50k. Đấy, bác là bốc đi tập thể dục hộ em, siêu nhẹ, không hề lỗi lầm gì.
theo lên cho mọi người một đôi dòng chạy bộ siêu nhẹ. Đôi này mã là U61 size 40. Đôi này cả nam cả nữ đi đều ok. Xả cho mọi người 50.000. Đấy, bác nào lấy thì lấy 50.000 nhá. Đôi này siêu nhẹ U61 size 40 xả 50 rất mới ạ. Đấy, 50k. À, mọi người lưu ý giúp em là hàng xả này thì là bên em không bao ship nhá, không bao ship đấy. Em xả giá này rồi thì nói thật với mọi người là không bao ship nữa, bởi vì xả này là xả lỗ rồi. Em gom nhặt cho đủ gọi là tiền cước hàng đánh từ bên kia về thôi, chứ còn nói thật mọi người là không lãi. Hiệu là Dead Center, hiệu của Hàn rất mới luôn, và nó thiết kế là dán ở đây nhá mọi người nhá, dán ở đây không phải thắt dây. Đấy, và đôi này thì có mã X7 size 365. X7 size 365 xả 50. Xả 50k. Đấy. Cũng xả 50. Tiếp theo. Một đôi nai dòng chạy bộ, đôi này quên chưa thắt dây. Bác nào mua đôi này thì em sẽ thắt dây, dây sẵn đây rồi nhưng mà quên chưa thắt. Đôi này thì cũng xả cho mọi người 50.000. Xả 50. Đôi này có mã là U62 size 36 xả 50. Xả 50 nhá. Đôi này khá là mới nhá. Thiếu mỗi cái dây, đây là chưa kịp thắt dây luôn. Đấy. Soạn hàng xả cho mọi người, vội chưa kịp thắt dây. Bây giờ mà ngồi sâu dây dày xong nó lên cho mọi người thì chết ố. Thành ra là kiểu gì cũng phải thắt dây mà. Tiếp theo một đôi nai siêu nhẹ chạy bộ. Rất mới nhá, nhẹ lắm. Mã N38 size 38 xả 50. Xả 50k. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi gu xì nhá. Đôi này thì size 38 xả 50. Mất mã rồi. Size 38 mọi người cứ lưu ý giúp em. Ai mà lấy đôi này thì mọi người nhớ size giúp em thôi. Size 38 xong rồi chụp ảnh lại. Đôi này thì chụp ảnh lại xong rồi gửi cho em. Đôi này thì cũng xả 50, hiệu gu xì. Tiếp theo nai đế lai cao cổ, mã là U79 size 375 xả 50. Xả 50 mọi người nhá, 50. U79 size 375 50. Hàng này xả nhé mọi người nhé, xả vào chuyển khoản hết nhé. Tiếp ạ, nai chạy bộ, mã X30 size 365 xả 50.
tiếp ạ. Cái này phun ra nhá, nhưng mà thiết kế xung quanh nó là cái đinh đinh này, nói chung là khá là nghịch. Chị nào mà hay mặc quần sóc thì đi đôi này thì ok. Đôi này có mã là U39 size 37 xả 50, xả 50k. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi fila. Fila nhá, đôi này màu rất là đẹp, thiết kế vặn dây nhá, không phải điều chỉnh dây buộc dây đâu mọi người, mọi người chỉ có điều chỉnh dây ở cái lúc vặn vặn thôi. Đôi này thì có mã U90 size 365 xả 50. Tiếp theo một đôi chạy bộ, em cũng chả biết mã bao nhiêu, mất mã rồi, size 37. Size 37 màu hồng phấn. Đôi này cũng xả cho mọi người 50 nhá. Nói chung hàng xả thì em lên nhanh thôi cho mọi người xem mẫu. Đấy, đôi này thì đế hơi bẩn một xíu, mọi người về thì có thể cọ đánh lại là mới nguyên. Đôi này khá là mới, không hề lỗi lầm gì cả. Xả 50. Polo spec hiệu của Hàn. Này Pro Spec nhá, mã là Y18 size 36 xả 50. Xả 50. Đôi này thiết kế là dán nhá mọi người nhá. Đấy, dán xả 50. Tiếp theo. Một đôi đến từ thương hiệu đôi này da lộn đế bằng nhá. Mã U93 size 37 hiệu Acid xả 50. Tiếp theo, Acid. Mã U95 size 38 xả 100. Đôi này rất mới nhá. Size 38 xả 100. 100.000. Tiếp theo, một đôi Nike. Đôi này hiệu Nike mọi người nha. Đôi này mã là 203 size 38 5. Size 38,5 nhưng mà chắc là form này tầm 37, 36, 37 vẫn đi ok. Cái phần này nó hơi vướng, cái phần này để mà nhét vào ấy mọi người, nhét chân vào. Thành ra là đôi này chắc là tầm 36, 37 đi thôi. Đôi này em cũng xả cho mọi người là 50.
theo. Đây này màu hồng phấn, mã là 15 size 37. Xả cho mọi người đây này 100. Đây này rất mới và nhẹ nhá. Xả 100. Mọi người nhá. Bằng kiểu vải lưới. Tiếp theo, lên cho mọi người một đôi fila đế bằng. Đôi này thì nó như kiểu sục đấy mọi người. Mọi người xỏ chân vào mã N1 size 385. Đôi này bán 400, xả cho mọi người đôi này 100. Xả 100. Lên cho mọi người một đôi Puma nhé, cao cổ. Đôi này màu xanh rêu rất là đẹp. Mã là U46 size 375. Size 375, xả cho mọi người đôi này là 100. Puma nhé, rất mới, đôi này chả có lỗi lầm gì đâu mọi người ạ. Trăm, chỗ mới cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà em dọn kho rồi. Dọn để cho em lên hàng mới. Mã V28 size 375. Hiệu Nike, siêu nhẹ. Màu khá đẹp. Màu kiểu màu ghi mọi người nhá. Màu này thì rất là sạch. Đôi này em cũng xả cho mọi người là 100. Xả 100. Hôm nay toàn khoảng 50-100 thôi. Toàn xả 50-100. Bác nào lấy đây nào thì lấy. Tiếp theo một đôi nai siêu nhẹ. Rất là mới nhá. Mã N40 size 365. Đôi này đang bán là 400 nhá, rất mới. Hôm nay trên live xả cho mọi người đôi này là 200. Đôi này rất mới. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi Nike dòng chạy bộ. Đôi này thì rất mới mọi người nhá, siêu nhẹ luôn, mới lắm. Mã N34 size 38, 350. Xả cho mọi người đôi này 150. 350 xả 150. Đấy, bác còn lấy thì lấy. Tiếp theo, lên cho mọi người một đôi fila. Đôi này có mã là N16 size 38, 350. Hôm nay trên live xả cho mọi người đôi này 150. 150. Xả 150. Mã N16 size 38. Lên cho mọi người một đôi cuối cùng nhá. Hôm nay em xả chỗ này sạch sẽ luôn. Tiếp theo
nhau. Mã E9 này, size 37, xả 50 nhá. Cuối cùng, hiệu Sweaker, siêu nhẹ. Mọi người ạ, siêu nhẹ luôn, rất mới. Đấy, rất mới luôn. Đôi này xả 50, đôi này cũng là mã cuối cùng trong chương trình live hôm nay. Em xin phép là dừng video ở đây. Mọi người mua mã nào, ưng mã nào, mọi người chốt đơn, inbox cho em qua số Zalo trên màn hình. Mọi người chụp ảnh xong gửi cho em qua Zalo mọi người nhé, để em tìm cho nó dễ. Và mọi người mua hàng thì sẽ phải chuyển cọc, chuyển full tiền với cả cộng với cả tiền ship là 20.000. Ví dụ như kiểu đơn là 50.000 thì cộng thêm 20.000 tiền ship tổng là 70.000 mọi người nhá. Hàng này là em xả gọi là xả lỗ rồi, không gọi là ấy nữa mà gọi là cuối tháng thì tri ân cho mọi người. Mọi người dọn kho hộ em. Thế nên là mọi người chịu ship giúp em thêm 20.000 mọi người nhá. Em xả mã này là E9 37. 50.000. Đấy. Em xin phép là dừng video nhá. Mọi người đừng quên là bấm kênh theo dõi của shop Lan Hương với cả shop Tuấn Hương nhá, để xem những video mới nhất. Em chào tất cả mọi người nhé.